ghi nhận vào ngày 18, 19, 20 tháng 5 tại tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, đoạn đi qua địa bàn xã Đông Thạnh và Thới Tam Thôn, dài 5 km. Lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn. Bên cạnh xe máy, xe ô tô, tuyến đường này có rất nhiều xe container, xe tải cỡ lớn chạy nối đuôi nhau. Đáng nói, dọc 5 km chỉ có một vài giao lộ trên tuyến đường này được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Những giao lộ còn lại thì người dân chạy lụi sang đường. Vì vậy, đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sang đường không quan sát, còn xe thì phóng nhanh, vượt ẩu. Cụ thể, trưa 11 tháng 5, hai cô gái chạy xe máy trên đường Đặng Thúc Vịnh hướng ra đường Lê Văn Khương. Trong lúc băng qua giao lộ Đặng Thúc Vịnh, Nguyễn Thị Mười, xã Đông Thạnh tránh xe khác đang băng qua đường, xe của hai cô gái bị va quẹt té ngã. Một người không may bị xe tải chạy cùng chiều đến cán qua người. Trước đó, hơn 9 giờ ngày 6 tháng 2, cũng tại giao lộ này, người đàn ông chạy xe máy băng qua đường thì bị xe tải chạy trên đường Đặng Thúc Vịnh đến tông trúng, kéo cả người lẫn xe máy đi một đoạn, nạn nhân bị thương nặng. Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường này cho biết, hàng ngày họ đều sống trong bất an, lo lắng. Bởi cách vài tuần thì lại có một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các giao lộ không có đèn tín hiệu giao thông. Bất an hơn khi tuyến đường này tập trung nhiều trường học, do đó mỗi khi tan trường thì lượng học sinh đi lại rất lớn. Việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Nó rộng quá là xe nó chạy nhanh, rồi nó tiềm ẩn những nguy cơ ở trong hẻm tăng ra thì là bị tai nạn hơn. Hồi đó thì nhỏ, đường nhỏ xíu, còn nó còn đỡ hơn. Bây giờ đường mở rộng ra là xe càng nó chạy nhanh lắm. Ở đây là phải gắn đèn báo hiệu rồi cho người ta đi tới, người ta đi chậm lại. Không có đèn, không có gì đó, là học sinh nó đi tới, nó đi kiểu như ở trong thì đi ra, đường thì xe thì trống, xe nó chạy nhanh, nó không có chú ý ở trong hẻm ra. Tôi là người thuê mặt bằng ở đây buôn bán ở đây á. Cái đường này mới ra là cái đường này á không có đèn xanh đèn đỏ, rồi nó không có ấy là xảy ra tai nạn rất nhiều. Người ta đi chạy đi lại là rất là nguy hiểm, nhất là trẻ em học sinh. Nó cần phải có đèn báo tín hiệu hoặc giảm tốc các thứ để giảm tốc độ cho những xe lớn. Nếu như một cái xe ô tô một cái xe máy mà đi là tai nạn là rất nặng nề cho người học sinh với cho người dân ở đây. Thì theo tôi thì nên đề nghị là nhà nước quan tâm đến vấn đề mà đèn tín hiệu giao thông ở các cái giao lộ ngã ba ngã tư, chứ không có như này mạnh ai đấy chạy thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông. Phản ánh thông tin nêu trên đến ông Lê Hoàng Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh. Vị này cho biết địa phương cũng đã nắm được các sự cố tai nạn xảy ra gần đây khi tuyến đường Đặng Thúc Vịnh mở rộng. Do đó, trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, địa phương đã có đề xuất lên trên để có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường này. Trong khi đó, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn khẳng định, huyện cũng đã đề xuất với các ngành chức năng liên quan có giải pháp như gắn thêm đèn giao thông, gờ giảm tốc trên đường Đặng Thúc Vịnh. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp Sở Giao thông Vận tải khảo sát để có giải pháp khắc phục kịp thời. Nếu cần thiết, sẽ bổ sung những hạng mục như đèn giao thông, biển báo tại các ngã tư, giao lộ trên đường Đặng Thúc Vịnh để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại, ông Phúc thông tin.